Tao bảo là cô ạ, chồng cái hoài đẹp trai như tài tử điện ảnh ấy. Công nhận đúng thật, vâng vạp lắm. Mà này, cô nhìn thấy mày giống y như cái thằng thằng Hezlo trên TV ấy. Hezlo. Đấy, cô mà gặp thằng đấy á, cô phải véo nó một cái. Ôi, duyên lắm ấy. Nhiều người bảo cháu thế á. Sướng nha, được cô khen cho diễn viên. Hát man, đẹp trai như thế này à, ở quê cô mà mất ấy. Mất làm sao được cô, cơm không ăn thì gạo còn đó. Nhìn hai đứa chung mày quấn quýt với nhau, cô lại nhớ đến cái thời mà cô mới lấy Hoạch ấy. Em ơi, có khi còn hơn chúng mày ấy chứ. Nhưng bây giờ già rồi, vớ vẩn lắm. Vớ vẩn. Mà này, tối nay cả xóm mình liên hoan đấy nhá. À thế ạ, vâng. Cô có cần gì thì bảo chồng cháu đi mua. Thôi, cô chỉ mua mấy mớ rau ấy mà. Để cô bảo thằng Nịch, chồng cháu mới đến biết chợ búa chỗ nào mà mua. Chợ... là cái chỗ lúc nãy em với anh dừng lại mua bánh ý, nhớ không? À thế cháu biết, cô ạ, để cô cháu đi được. Cô anh đi mua cho quen đường quen xá của anh. Để cháu đi được. Bà con nhú ý, bà con nhú ý, sắp đến nhờ niên hoan, thắt chặt tình bằng hữu, tình nàng nghĩa xóm, nối lửa các đèn có nhau, yêu ngầu bà ngon có mặt nhây nhủ. Thôi, ông làm MC như thế thì lại phải thuê thêm người phiên dịch cho ông nữa. Nói thế ai mà hiểu được. Nhìn đây này, quan sát đây này nhá. Kính thưa toàn thể quý thành viên trong xóm trọ trân trọng và kính mến, để buổi event tối ngày hôm nay được thành công rực rỡ, yêu cầu tất cả các thành viên trong xóm trọ, ai có bếp từ, bếp điện hay bếp ga, Thoan ơi nhớ mang bếp nha. Bát đũa, nồi niêu xoong chảo, không quan trọng giá cả, quan trọng là sử dụng được. Hãy mang ra để phục vụ cho buổi event tối ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng thông báo và trân trọng kính mời. Anh ơi, chiếu 1, chiếu 2, chiếu 3. Ok chủ lý. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng thông báo và trân trọng kính mời tới toàn thể quý thành viên trong xóm trọ. Ôi, anh Ninh. Này, hôm nay anh thông báo của anh như tổ trưởng tổ dân phố ấy nhỉ? Chuyện anh thông báo nó phải gì như thế như lại hả? Đi làm đi, ra đây hóng cái gì? Ừ, hay vậy. Mà anh thử cái váy ạ. Anh đi, mời. Thế? Mình nhìn tao cái váy này nào. Hôm nay liên hoan xóm mà, mày ăn mặc cứ như đi đong dài ấy. Tởm. Kệ tao. Ok, Hoài, này. Lúc nãy tao gặp chúng mày ở chợ, đẹp trai thật đấy. Mà sao giấu mãi. Giấu gì đâu, ông ấy ở dưới quê suốt có mấy khi lên đến đây đâu mà gặp. Chị ơi, giao em nhà xong rồi, chị rửa giúp em nhá. Ừ, để đây chị rửa cho. Lần trước ấy, chồng mày đi đến công ty, ở xa quá tao không nhìn rõ, chứ hôm nay nhìn kỹ, thấy đẹp trai phết còn gì nữa. Này, lại còn vâm. Này, vâm cái gì, đẹp trai cái gì. Tôi nói cho bà biết nhá, ở cái xóm trọ này ấy, chỉ có ông Hùng là vô chủ thôi. Đi mua đá khẩn trương. Ai về làm việc người đấy đi. Cho thằng cu nhà cháu. Ôi, hết một tí nhưng vẫn dùng tốt. Vâng. Đâu con xem à. Cháu cảm ơn cô. Ôi, xe này thằng con chạy tít luôn ạ. Để mang bà ra. Vâng. Đi vào làm đi. Anh nhớ. Vần kinh đấy. Cứng. À, em có việc muốn nhờ anh. Việc này á, chỉ có mình anh làm được. Nói luôn. Anh đang là nhẹ mua ná ấy. Nhá là cái gì? Ná. Đá gì? Nhung. Nhất trí. Này. Dạ. Mày không đi mua, mày bảo anh đi mua. Con đi được. Anh đi được. Vô người yên tâm. Anh nhớ đẹp trai như này nhá. Thang nhà nhị nghệ mua ná. Không tốn luôn nào. Mày lúc nào chả thế. Vào đi. Chị không biết em xoay thế nào, nhưng mà khoản này em không trả cho chị là không được đâu. Tiền nong làm ăn là phải sòng phẳng chứ. Theo chị ạ. Không chị em gì hết. Này nhá, mày định dọa ngược lại chị đấy à hả? Dạ. Khiếu, bà uống nước. Chị bán cho em ít đá. Bán chắc gì, mình tặng thôi. Đấy, lấy bao nhiêu thì lấy. Ai thế, cho em gửi tiền. Bao tiền ạ? Vẽ. Này, cầm về. Lần nào liên hoan xóm trả ra đây xin. Ngày trước mình cũng ở Tân Mai đấy. À thế ạ? Sang làng hội chơi suốt. Mình có biết cả ông Mến Nát không? Ô thế ạ? Chỉ biết cả anh Mến ạ. Anh Mến với em thì lại là chị Cốt. Thật á? Vâng. Ông uống rượu kinh nhở. Tôi biết hơi nhiều chuyện của ông ấy nát đấy nhá. Cả chuyện ông ấy lấy vợ ấy. Thôi, sáng mai rảnh ra đây hàn huyên. Trước lạ sao quen. Không hiểu sao mình gặp Hiếu cô thấy quý. Thôi em về đã. Ừ, về đi, mọi người chờ. À dạ.
mình cũng ít tuổi thôi, xưng tên được rồi. Em xin phép nhé. Ờ.